anh thì bài như bài cái bữa họp báo chị Hồng Phượng đó, nó nói là ngày hôm nay là ngày đám giỗ chị họ đám giỗ bà ngoại, có nghĩa là giỗ bà nội, không đám giỗ bà ngoại là mẹ của à, đúng rồi đúng rồi mẹ của Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó, thì bên bên chị Lan là bà nội, còn bên chị Hồng Phượng là bà ngoại, đúng rồi. Thì thường á chị Hồng Phượng á chị cũng nói là năm nào cũng cũng gia đình cũng quay quay quần hết, tổ chức cũng đầy đủ mặt hết, nhưng mà năm nay thì có mình thì có mình chị Hồng Lan thôi. Anh thấy sao? Thì hôm nay đó là ngày đám giỗ của bà nội Hồng Loan, tức là mẹ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì sáng hôm nay thì thời tiết thì trời mưa, Hồng Loan thì cũng bán hàng online như mỗi ngày đó, thì cũng bày ra hai mâm đồ cúng cũng đơn giản để cúng đám giỗ bà nội. Thì thấy cũng có khách khứa tới mua hàng, rồi người tới thắp hương cho cậu Năm đó, thì Hồng Loan cũng tổ chức hai mâm cúng đơn giản, rồi sau đó thì đốt giấy tiền đó. Thì trước đó khi lúc cậu còn sống thì hàng năm thì tới ngày thì đám giỗ thì gia đình quay quần bên nhau có mặt đầy đủ, nhưng thời điểm hiện tại bây giờ thì có những cái lùm xùm về cái vấn đề mà tranh chấp tài sản đó, thì mọi người cũng biết rồi, cái thời gian em gái của cố nghệ sĩ cũng kiện con gái của ông đó, thì từ đó trở về sau đó thì những cái đám tiệc thì Hồng Loan thì ở nhà đó, thì tới ngày cúng, còn bên kia không biết là có cúng hay không thì mình không biết. Giống như là vừa qua thì bên phía bên cậu Bảy thì cũng lập cái bàn thờ để thờ anh của mình ở bên đó. Đó thì không biết là có vấn đề là mỗi người tự thờ cúng, có thể là tự thờ cúng do những cái vấn đề tranh chấp xảy ra. Đó. Thường thường người ta nói là đám giỗ là nơi để tụ họp con cháu về quây quần để tưởng nhớ lại những người đã mất. Thì hôm nay là không có cô Sáu với lại Hồng Phượng, rồi thiếu những cái người trong gia đình. Đúng rồi. Thì đám giỗ nó cũng hơi buồn ha, đúng không ha? Đám giỗ thì cũng cúng đơn sơ, thường thì đám giỗ ông bà thì cũng bày mấy bàn, cũng người trong gia đình quây quần, rồi mời bà con lối xóm xung quanh, bạn bè tới cúng kiến, sau đó thì dùng bữa cơm thân mật với gia đình, ngồi chuyện trò quây quần bên nhau. Nhưng mà năm nay thì xảy ra cái nhiều cái biến cố quá đó, lớp nào ba của Hồng Loan mất nè, rồi trong nội bộ gia đình không có tiếng nói chung đó, xảy ra những cái điều này thì thật là đáng buồn. Thì cộng đồng hiện tại cũng đang rất là quan tâm. Nếu quan tâm thì cái đám giỗ ngày hôm nay thì anh chị nói chung là cũng không biết đâu, nhưng mà khi mà có những thông tin trên mạng á thì đăng tải lên thì mọi người mới biết đó, thì cập nhật tới trực tiếp nhà thì thấy cúng thì cũng hai mâm thôi, cũng rất đơn giản. Thì nói chung ra thì cái tấm lòng là được rồi tưởng nhớ Hồng Loan, tưởng nhớ tới ông bà cúng kiến vậy là cũng được rồi. Hồi đó hôm qua hình như là có một cái chiếc xe tải chở lại chở đồ, thì anh Minh biết về cái chiếc xe tải đó không? Sau đó thấy có công an cái xe tải đó tối này là đậu trước nhà, thì có nhiều anh chị cứ nghĩ là cái chiếc xe đó là giao hàng, tại vì mấy ngày nay Hồng Loan bán rất là đắt, coi như là một ngày là mấy ngàn đơn luôn, rồi coi như là shipper giao hàng liên tục, cũng như là nhập vô rồi xuất ra rất là nhiều. Và chiếc xe tải đó là xác nhận đó là không phải là nhập hàng vô, là có cái vấn đề về cái vấn đề mà đồ đạc đó, những cái đồ đạc mà của hai mẹ con đó, của Sáu hả? Thì nói chung là mình chỉ biết thông nắm thông tin vậy thôi, còn có mấy anh áo xanh tới thì không biết là có những cái vấn đề gì hay không. Nhưng mà hiện tại căn nhà thì Hồng Loan
cũng ở thì sẽ có những cái quyền, đúng không, quyền của chủ nhà, thì những cái đồ đạc đó thì bây giờ giải quyết như thế nào đó, thì nghe nói là lùm xùm cái vấn đề là nghe nói là nói có mất mát gì đó đó. Thì nói chung ra thì đồ ở bên trong đó thì có gì, theo như mình nghĩ thì cái quyền của Hồng Loan thì bây giờ để ở đó thì Hồng Loan không cho để thì chỉ đưa ra thôi. Cái đó, Hồng Loan là chủ nhà phải không? Chủ nhà cho để cho để cho để đó, thì không cho để thì dọn đi thôi. Thì cái chiếc xe tải đó thì mình cũng hình tưởng là rất là nhiều đồ đó, chứ nếu mà đồ ít thì chắc là chiếc xe ba gác là đủ, đúng không? Còn phải một chiếc xe tải đó là đồ cũng nhiều á. Thì nói chung ra thì Hồng Loan thì mình nghĩ là làm những cái vấn đề đó là đúng đắn, chứ không có còn mất mát hay như thế nào đó thì mình nghĩ là bây giờ người ta nói gì nói. Còn vừa qua thì mọi người thấy rồi, cũng là Hồng Loan cũng lên tiếng rồi, muốn tìm lại cái huy chương đó. Cái huy chương thì cũng Hồng Loan cũng đăng trên trang cá nhân đó. Đó, và cũng chia sẻ về cái thông tin mất cái huy chương, cũng mất cái huy chương đó luôn. Rồi những cái huy chương, rồi mình cũng thắc mắc bây giờ cái vấn đề mà cái tiền gì mà bên cơ quan chức năng thì người ta tới trong cái đám tang là người ta hỗ trợ, người ta không có lấy tiền, thì sao lại có cái vấn đề nghe anh Sử nói là chia sẻ là lùm xùm về cái vấn đề đó, tại sao là nói là có tiền, sao kê ra có cái vấn đề là có tiền để mà cho bên cơ quan chức năng người ta tới mấy anh dân phòng đó tới giữ, người ta giữ miễn phí đó, thì vấn đề đó là sao đó, thì mình cứ suy luận ra là cái người nào thật, cái người nào giả thì mọi người tự có cái ý kiến bình luận thôi. Là vấn đề nó liên quan tới sao kê, sao kê cái tiền đó là trong cái khoản sao kê là nó có cái khoản là giống như là cho mấy anh dân quân là uống nước uống nôi đó, đúng không? Thì nghe anh Sử anh chia sẻ là vậy đó, thì người trong gia đình người ta nói mấy cái vấn đề đó mình đâu có thể nào mà thêm đắt được. Thì bây giờ cái chiếc xe tải đó thì mình cũng khá là bất ngờ, thật sự khá là bất ngờ khi mà đồ đạc này còn bên trong đó ta. Thật sự cũng rất là bất ngờ trong vấn đề này luôn. Còn mà nói về mất mát cái này cái kia thì mình nghĩ là bây giờ có lẽ là ai nói thì cũng được, đúng không? Nhưng mà bây giờ đồ người ta không cho ở nữa, không cho để, đó là cái quyền của Hồng Loan. Thích cho để không thích cho. Mình nghĩ khi mà ra khỏi nhà thì những cái đồ đó nên lấy về chứ để nó làm cái gì ta, đúng không? Thì bây giờ Hồng Loan là chỉ là anh Sử là mấy người mà Hồng Loan thích thì cho ở nhà thôi, còn không thích thì không cho. Còn mấy cái đồ đó mình nghĩ là để trong đó làm gì, ví dụ mình ra riêng rồi mình ở thì đem mấy đồ về mình sử dụng, chứ giờ giữ lại mấy cái đồ làm gì, đúng không? Sau này ví dụ như mình để đó xong rồi cái sau này cái mình nói là mất cái này mất cái kia, giống như bây giờ có chỉ vàng đổ thừa mất 10 chỉ vàng ai biết được, chỉ bằng cái lúc mà theo như mình nghĩ là nó ổn thỏa nhất là cái lúc mà Hồng Loan là coi như mời hai mẹ con ra khỏi nhà, cái lúc đó là mình nghĩ là nên dọn đồ đạc đi hết đi, chứ để làm gì. Ví dụ mình để đó làm gì, xong cái thời gian sau cái mình nói mất cái này mất cái kia, đúng không? Tại vì lúc đầu là người đi, người đâu là của đó, người đâu của đó, thì bây giờ mình cứ để đó rồi sau này cái mình nói mất cái này mất cái kia nữa. Đúng không? Đúng rồi. Cảm ơn mình rất nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người.